Rồi em chào chị đẹp, trời ơi cười rất tươi luôn cả nhà ơi. Nếu mà không có hỏi tuổi thì chắc là sẽ không biết được tuổi thật của chị luôn. Bởi vì bây giờ chị làm xong mắt mũi chị rất rất là trẻ. Và thêm một cái tinh thần lạc quan yêu đời nữa. Rồi chị đẹp ơi, mình giới thiệu giúp em một xíu là mình tên gì và hiện tại đang sống ở đâu nha. Chị tên Hồng, đang sống ở Trà Vinh. Dạ, chị Hồng ở Trà Vinh. Rồi ngày hôm nay thì mình đã làm combo mắt mũi được bao nhiêu lâu rồi mình nhớ không ạ? 4 tháng ạ. Dạ 4 tháng. Rồi 4 tháng qua người thân bạn bè của mình mọi người có khen không ạ? Có em. Dạ mọi người khen như thế nào mình chia sẻ giúp em với. Chị làm mắt lên cắt da dư với lấy mỡ bụng mỡ ra, nhìn thấy chị mắt nó bự và trẻ. Dạ. Rồi sửa lại sống mũi thấy cái mặt mình nó căng da lên nhìn thấy đẹp. Yeah. Nói chung là combo mắt mũi nó hài hòa và nó lấy lại cái sự trẻ trung cho mình đúng không ạ? Rồi mỗi lần mà mình ngắm mình trong gương thì mình cảm thấy như thế nào ạ? Mình cảm thấy mình vui. Vui, hạnh phúc và cảm thấy được tràn trề sinh lực đúng không chị? Rồi em xin phép nha. Đây có phải hình ảnh cũ của mình không? Đúng rồi em. Rồi em xin phép chia sẻ nha. Anh Đình Dương ơi, mình phân tích một xíu ha. Thưa cả nhà, thì chị Hồng có chia sẻ rằng là cái mũi này là chị làm được khoảng 20 mấy năm rồi nha cả nhà, tức là cái mũi trước mà trước khi đến với lại viện thẩm mỹ Căn U nè đó. Thì cái này là thứ nhất là ngày xưa là chị làm, thứ nhất là do cái chất liệu nó không có xịn sò như bây giờ này, cái thứ hai là do cái kỹ thuật cũng như là cái công nghệ làm nó cũng chưa có hiện đại như bây giờ. Cái mũi này trước đây chị có gặp vấn đề gì không mà chị quyết định làm lại chị? Không, người ta chị thấy nó không đẹp, chị thấy giờ người ta làm đẹp với chị. Chỉ là thấy không có ưng cái dáng mũi cũ nữa đúng không? Thế nên là quyết tâm thay đổi đây cả nhà thấy nè. Thật ra thì để mà nói về khuyết điểm thì nó cũng không có khuyết điểm đâu nha cả nhà. Chẳng qua là do ngày xưa người ta chỉ nâng bọt sụn thôi. Thế nên là cả nhà thấy này, cái phần cấu trúc của phần đầu mũi này cũng như là cái sàn mũi nó vẫn rất là to và thô rất là nhiều. Đó. Thế nên là chị ấy đến với lại Căn U để mà nâng lại cái dáng mũi cấu trúc thì cả nhà thấy là bây giờ cái đầu mũi của chị nè, đó là nó có một cái độ bay ha. Và điều này thì nó phong thủy cũng như là tài lộc hơn rất là nhiều. Chị nhận xét như thế nào về cái dáng mũi mới của mình chị Hồng? Chị thấy nhìn với nó hợp với gương mặt mình, thấy nó trẻ trung là chút. Yeah. Dạ đúng rồi. Chị là một người cập nhật xu hướng mới rất là nhanh nha cả nhà. Như chị có chia sẻ là mình thấy bây giờ là làm đẹp hiện đại quá đúng không chị? Đúng rồi. Dạ đó, thành ra là chị mong muốn chỉnh sửa lại đó. Dạ đó, cả nhà thấy ha, combo mắt mũi rất rất là đẹp luôn. Rồi khi mà bật thêm một bí mật nữa là hôm nay chị đưa người nhà đến để làm đẹp luôn đúng không ạ? Dạ, nghĩa là chị có hài lòng với dịch vụ và chất lượng tại bệnh viện không ạ? Hài lòng em. Dạ, thật ra là dẫn thêm người thân của mình lên để làm đẹp. Dạ đúng rồi. Thì hiện tại trong tháng 8 này, nếu mà chúng ta là khách hàng cũ này, chúng ta quay trở lại làm thêm dịch vụ mới, hoặc là chúng ta đưa người thân bạn bè của chúng ta tới để làm đẹp, thì sẽ nhận được rất là nhiều ưu đãi nha cả nhà. Rồi quay trở lại câu chuyện với chị Hồng xinh đẹp của chúng tôi ạ. Rồi trước khi mà mình đi làm đẹp, mình có lo lắng, có hồi hộp không chị? Lo em. Dạ. Cũng lo hồi hộp lắm. Mình sợ điều gì? Chị sợ thấy nhiều khi người ta làm mà tự nhiên cái bị chết là chị sợ. Trời ơi, không có đâu. Tâm lý chung là trước khi làm sẽ hơi hoang mang một xíu đúng không ạ? Dạ, nhưng mà bây giờ mình làm xong rồi, cái lúc mà mình mới làm xong mình cảm thấy như thế nào, có sợ nữa không? Ai làm xong là hết sợ rồi. Dạ. Lúc chuẩn bị đi làm là sợ, cứ hồi hộp rồi hộp hoài, không dám đi. Dạ. Rồi cuối cùng là điều gì thúc đẩy mình để cho mình đi làm đẹp nè? Tại vì chị thấy em chị đến làm đây nè, về thấy đẹp. Rồi cái chị mới đi làm, quyết định là làm đây. Chị thấy ở đây là bệnh viện cho nên nó an toàn hơn. Dạ. Chị không làm bậy bạ ở ngoài. Dạ đúng rồi, khi mà mình làm thì quan trọng nhất là mình phải đảm bảo được cái sức khỏe và cái sự an toàn cho mình. Thì khi mà trước khi mà mình làm thì mình có được kiểm tra sức khỏe kỹ không chị? Có em, cho nên chị an tâm thì chị mới quyết định làm đây là vậy. Dạ. Em của mình đã làm dịch vụ gì vậy chị? Cắt mí mắt. Là mình cũng thấy được cái dáng mắt cái bác sĩ ở đây cắt rất là ok. Đây là mình tin tưởng mình cho. Nhưng mà cả nhà thấy nè, cả nhà để ý cái đôi mắt của chị Hồng, cả nhà thấy không? Nó rất là tự nhiên luôn. Tức là nó không có dấu vết của việc can thiệp đây. Cho xin lại cái đôi mắt. Đây như chị có chia sẻ thì trước đây cái mí mắt của chị nó bị gặp tình trạng sụt mí, mà thực sự thì đây là cái cơ chế lão hóa bình thường của con người thôi ha. Hầu như ai đến một cái độ tuổi nó cũng gặp tình trạng này hết. Có khi là trẻ cũng bị nữa nha cả nhà. Nhưng mà đây hiện tại thì đôi mắt của chị bây giờ nó đã rất là thần thái hơn rồi. Không biết là bữa giờ có bạn bè hay là người thân nào của chị nhận ra cái sự thay đổi của mình, họ nói gì không? Có, ta nhìn thấy ủa sao nói lúc này chị làm gì mà nhìn thấy trẻ quá, cái ta nhìn hồi ta mới nhìn ra. Ok. Dạ. Yeah. Quan trọng bây giờ cứ ra đường mà gặp người ta khen là quá vui rồi. Đúng rồi.
rồi bản thân mình thấy mình xinh đẹp hơn, mình cũng hạnh phúc hơn, đúng không chị? Nó nhẹ mắt em rồi. Lúc mình không chắc cái bọng mỡ nó nặng mí mắt làm cho nó cản tầm nhìn của đúng mình rồi. Rồi nó mỏi mắt, cái buồn ngủ hoài à. Đúng rồi, về lâu về dài nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều ha. Cái từ ngày chắc rồi cái cảm giác mắt mình nó nhẹ, nó bớt nặng đầu, bớt mỏi mắt, sáng trưng luôn đúng không sáng chị? Trời, chị cười rất là tươi, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi chị em nào mà chúng ta đang gặp cái tình trạng là mí mắt của chúng ta khi mà chúng ta phải làm việc nhiều hoặc là chúng ta thức khuya nhiều. À chị Hồng, chị có chia sẻ là mình không có ngủ được đúng không chị? Gần như lớn tuổi ngủ ít lắm em. Dạ. Đó, thành ra là cái đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nó sẽ tố cáo cái tuổi tác của mình nè, rồi là nó hiện lên cái vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống, và nó đặc biệt là nó cản tầm nhìn, nó ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống. Đó, thành ra là chúng ta nên đi làm đẹp ha, kết hợp một công đôi chuyện, vừa làm đẹp mà vừa không ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Rồi, rất là cảm ơn chị Hồng đã tin tưởng và trao gửi niềm tin cho các bác sĩ tại bệnh viện Thẩm mỹ Cai Ngô có cơ hội được làm đẹp cho chị. Và sắp tới khi mà mình có dự định mình làm đẹp thêm nữa thì nhớ ngay tới bệnh viện Thẩm mỹ Cai Ngô nha chị. Dạ.